hay là Minh Hằng đều là như vậy. Mọi người sẽ biết làm gì tiếp theo. Thực ra cái bạn đó là hàng tuần đều tặng hoa cho chị. Thì một ngày đẹp trời là nói ừ có cũng là bạn fan đó là gửi chìa khóa. Thì chìa khóa nó ủa chìa khóa gì? Chìa khóa nhà nó chở chìa khóa nhà là sao? Có nghĩa là mình không tin vào nó ủa tại sao chìa khóa nhà? Tại sao nó cứ mình nghe mình cứ nghĩ là đùa. Nhưng mà thật sự là mình sốc vào lúc đó. Nhưng mà ok, mình trả lời là tình cảm, mình có thể nhận. Chứ cái điều đó thì nó quá rồi, nó vượt quá cái một cái giới hạn. Trong phim có một cảnh Hằng nằm kế bên một đứa trẻ nó vừa được sinh ra được 10 ngày. Hằng hoảng sợ thiệt. Mình thấy nó quá thiêng liêng, mình không biết là khi mà một người con của mình nó được sinh ra như thế này nằm cái bên thì cái cảm giác như nào, thật sự nó hoang mang lắm. Nhưng mà đồng thời cái giây lúc đó mình cũng phải trấn tĩnh, thì mình trước đó mà mình cũng phải quan sát những người mẹ là như thế nào, rồi mình theo cái trí tưởng tượng của mình và mình đặt cái tình cảm mình vào trong đó, thì trên hết người ta vẫn cảm thấy là cái tình cảm thì nó sẽ thuyết phục được và tin cái người đối diện của mình, nó sẽ tin được cái nhân vật này là cái người nhân vật mà đã là mẹ rồi. Mỗi cá nhân đều có những cái suy nghĩ riêng của họ, nhưng đối với một cái người trưởng thành á thì họ không cần nói quá nhiều. Giữa một cái sự việc họ tỉnh táo để biết là nó đã xảy ra gì và chúng ta sẽ nên giải quyết chuyện gì, chứ không phải là phải la làng lên là như thế này như thế kia. Hằng Hà hay là Minh Hằng đều là như vậy. Mọi người sẽ biết làm gì tiếp theo. Nói nhiều quá nhiều khi là mọi thứ lại là bớt hay và mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Chỉ cần có thắc mắc gì, người mà người ta trưởng thành mà người ta văn minh, người ta sẽ cất cách cái sự khác. Không phải là nghe những cái tác động xung quanh mà làm cho họ có những cái suy nghĩ hay những cái quyết định nó tiêu cực. Bản thân của Hằng nếu đứng trước một cái vấn đề đó, gặp thẳng mặt, trò chuyện với nhau, chúng ta sai chỗ nào, chúng ta khúc mắc chỗ nào, tất cả mọi thứ sẽ được giải tỏa. Đôi lúc cái không khí xung quanh, những lời nói xung quanh nó còn ghê gớm kinh khủng hơn, trong khi sự việc nó rất là đơn giản.